Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Ứng huyện Long Thành vừa tổ chức đêm văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và gây quỹ xây nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn trên địa bàn thị trấn Long Thành. Tại đêm văn nghệ, các em học sinh hai trường Tiểu học Long Thành A, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Ứng đã biểu diễn hơn 30 tiết mục văn nghệ đặc sắc ở các thể loại hát múa với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, những bài hát về thầy cô nhân ngày 20 tháng 11 đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các em học sinh và các phụ huynh Đêm liên hoan diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi, lồng ghép vào đêm văn nghệ là chương trình vận động ủng hộ gây quỷ, xây nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn trên địa bàn thị trấn Long Thành. Kết quả thu về số tiền ủng hộ hơn 160 triệu.